chanh không hạt đã trở thành một trong số những cây trồng chủ lực của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt theo phương pháp hữu cơ và tuân thủ các quy chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất của châu Âu như Global Gap, HACCP, những quả chanh của một số doanh nghiệp tại đây đã vượt biển tỏa đi các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, chưa dừng lại ở đó. Với mong muốn phát triển nông nghiệp nước nhà theo hướng hiện đại, thân thiện, thời gian gần đây, một vài doanh nghiệp đã mạnh dạn áp dụng mô hình nông nghiệp tích hợp du lịch và giáo dục. Và hiện tại, Hà Nội cùng với khách mời Hải Vót đang có mặt tại khu vực khu du lịch sinh thái giáo dục trải nghiệm Chavi Garden, hay còn gọi là Chanh Việt. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với chúng tôi nha. Ok nào, anh, đi thôi. Được biết đến là vùng chuyên canh cây mía của tỉnh Long An. Tuy nhiên, liên tiếp các vụ mía gặp giá bấp bênh, đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Bài toán chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất nhiễm phèn đã được người nông dân nghĩ đến, nhưng quả thực không hề đơn giản. Kể từ năm 2002, cây chanh không hạt, có tên thường gọi là chanh giấy hay chanh gai, đã bén chân trên vùng đất Bến Lức. Để rồi đến nay, cây chanh không hạt đã trở thành một trong số những cây trồng chủ lực của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt theo phương pháp hữu cơ và tuân thủ các quy chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất của châu Âu như Global Gap, HACCP, những quả chanh của một số doanh nghiệp tại đây đã vượt biển tỏa đi các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, chưa dừng lại ở đó. Với mong muốn phát triển nông nghiệp nước nhà theo hướng hiện đại, thân thiện, thời gian gần đây, một vài doanh nghiệp đã mạnh dạn áp dụng mô hình nông nghiệp tích hợp du lịch và giáo dục, bước đầu đã và đang cho kết quả khả quan. Rộng quá, lãng mạn quá. Dừng chị ơi. Sao vậy? Xuống anh. Còn trong xuống, xuống. Ủa còn rộng lắm mà. Bây giờ đi vào đây mua quà để tặng thầy. À được, ngoan. Trò giỏi, đúng muốn rồi. Tầm sư học đạo là mình phải thể hiện cái tấm lòng tình cảm của mình. Đúng. Chị, ở đây chờ tụi em xíu nha. Vui vẻ nha, chị nha.